Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh, kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Hôm nay Kim Anh sẽ gieo quẻ và chia sẻ cho mọi người mình vào tham khảo của quẻ bài của cái bạn nữ này sinh năm 1976. Khi mà tuổi Bính Thìn của mình tiến tới xây dựng hôn nhân hạnh phúc với cái tuổi Nhâm Tý thì nói chung hai cái tuổi nằm vào là Thân Tý Thìn thì nó có thể nói là tam hợp ha. Thứ hai nữa mình nằm vào là cái mạng thổ, mà mình tiến tới với cái tuổi Nhâm Tý thì tuổi Nhâm Tý này nằm vào là cái mạng mộc. Thì nói chung nó cũng có cái sự hỗ trợ tương sinh nhau, nhưng vì cái mạng sa trung thổ của mình ở đây là cho thấy là mình hơi nặng gánh. Cũng như khi mình tiến tới với cái tuổi Nhâm Tý này thì bản thân cái tuổi Nhâm Tý này ở đây, người tại người này á, thì cho thấy bản tính hơi giống kiểu có cái tính tự ái, hơi gia trưởng một chút. Vì vậy cho nên so với cái tuổi Nhâm Tý này thì bản thân của mình là cũng nặng gánh rồi. Cho nên nhá, trên con đường hôn nhân hạnh phúc hai vợ chồng mình, dù bây giờ nói về Thân Tý Thìn là nó tam hợp, hai cái mạng đụng cũng có cái sự tương sinh, nhưng mà nói về bản thân của hai vợ chồng mình ở đây thì mình cần có cái sự nhường nhịn nhau, hài hòa nhau để bảo vệ cho nhau trên con đường hạnh phúc tốt. Chứ nói về bản thân của người Nhâm Tý này, hiện tại bây giờ cho thấy người này đúng ra bản tính có cái tính tự ái rất cao, dễ giận dễ hờn hay lẫy, đồng thời hơi gia trưởng. Vì vậy trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hai vợ chồng mình có thể nói trong 4 năm qua gần thì nó chỉ còn là cái tiếng, hoặc là nó ảnh hưởng tai tiếng thị phi rất là nhiều. Cũng như trên vấn đề hôn nhân hạnh phúc của ông xã mình ở đây thì nhắc ông xã mình cần phải cẩn thận nhiều trong cái tư cách xã giao ngoại giao với phái nam đàn ông, nhắc nhở ông xã mình cần phải cẩn thận nhiều trong cái mối quan hệ nam nữ, để trên cái vấn đề hôn nhân hạnh phúc tình cảm của mình bớt đi cái tai tiếng, làm cho tâm trạng của mình trên con đường hạnh phúc của mình đem đến cho mình cái sự cô đơn hoặc là buồn hay rơi lệ trên vấn đề hạnh phúc của mình. Nói chung bản thân trên con đường gia đạo của mình đang sống thì cảnh gia đạo rất là đẹp, nhưng mà dễ ảnh hưởng tai tiếng thị phi nhiều. Giống trong gia đạo thì có thể nói ơn trên hoan hỷ, nhưng mà cảnh gia đạo thì nhắc trong cái mối quan hệ tiếp xúc xã giao ngoại giao để mình tránh ảnh hưởng trên con đường hạnh phúc của mình bớt phần tai tiếng đến với mình. Còn mọi cơ hội, ước mơ, hy vọng cũng như là tin vui gì đến với con đường gia đạo của mình có thể nói là 1 tháng 7, 2 tháng 11 là mình sẽ có cơ hội có tin vui, tin hỷ về trên con đường hạnh phúc của hai vợ chồng. Trên con đường bổn mạng của bạn hiện tại bây giờ đúng ra tâm trạng của mình ở đây cho thấy là buồn nhiều hơn là vui. Ví dụ như bạn đi đó đi đây thì cho thấy vô tư thoải mái, nhưng mà khi mình nghĩ tới vấn đề trên con đường hạnh phúc, trên vấn đề đường ăn, ở đường đi nước bước, công việc làm ăn của mình cảm thấy là mình buồn nhiều, buồn mà không muốn tâm sự với ai hoặc là không biết tâm sự với ai, nặng gánh gia đình, nam cũng mình, nữ cũng mình. Nhưng bản thân của bạn ở đây đúng ra là bạn đang được âm phò dương trợ rất là tốt, quý nhân giúp sức bạn rất là nhiều. Đa phần quý nhân giúp sức bạn là cho thấy là phái nam, thì phái nam giúp đỡ mình, nâng đỡ mình trên vấn đề làm ăn, sự nghiệp, tài lộc cũng tốt, đem đến cho mình cơ hội hạnh thông trên vấn đề tài lộc. Dù năm nay nói về bản thân của mình nằm vào là cái năm tam tai nhưng mà bản thân của mình trên vấn đề tài lộc năm nay có thể nói từ tháng 7 thì tới tháng 9, tháng 10 là bạn sẽ có cơ hội có tài có lộc đến với mình rất là đẹp, có thể nói từ 2 tới 3 cơ hội. Nhưng mà trên vấn đề làm ăn, dù là cơ hội đến với mình tốt, đạt được hai chữ hạnh thông đẹp đi nữa, thì nhắc mình trong cái tư cách của mình làm ăn, trong cái mối quan hệ của mình cần phải cẩn thận đề phòng phái nữ. Tại vì nói về bản thân của mình ở đây, mình rất có duyên trong cái việc làm ăn hoặc là hợp tác với phái nam. Bên cạnh đó thì luôn luôn là bị cái sự ganh tị đố kỵ của phái nữ, cho nên nhắc mình cần phải cẩn thận trong cái tháng 6 hoặc là trên vấn đề làm ăn sự nghiệp của mình. Trong cái vấn đề làm ăn sự nghiệp của mình á, mà trong cái mối quan hệ với phái nữ thì mình cần phải có cái sự cân nhắc nhiều, hoặc có cái sự đố kỵ lời qua tiếng lại cái gì thì tốt nhất mình nên nhịn, để mình bảo vệ con đường tài lộc của mình nó được thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn trên vấn đề sự nghiệp tài lộc của mình. Cơ hội có, tài lộc có, đem đến cho mình được hai chữ hạnh thông, nhưng mà tâm trạng của mình đôi lúc mình vẫn cảm thấy mình đơn chiếc, mình buồn phiền trên con đường tài lộc. Thì ở đây báo cho bạn rõ trên vấn đề tài lộc của bạn là có một vong nam, một vong nữ theo mình, gia hộ cho mình trên vấn đề đường đi, nước bước, công việc, làm ăn rất là tốt. Thì có thể nói trong cái mối quan hệ này thì hỏi bạn trong quá trình của bạn đây có hư thai, sa sút, rơi rớt gì một cậu con trai, một đứa con gái.
thì theo mình trên con đường tài lộc của mình rất là nhiều luôn, theo mình thì gia hộ cho mình chứ không quấy rối gì mình. Thì vấn đề này nói chung á, theo gia hộ mình thì tốt, nhưng mà âm dương hòa hợp với mình nhiều thì không có hay. Cho nên nói về trong mối quan hệ, nếu như trong cái quá trình của bạn có hư thai sa sút gì một trai một gái, thì nhắc bạn nếu như mình đã gửi cho cháu đi tu đi học được rồi thì cố gắng hồi hướng cho cháu để cho cháu sớm được siêu thoát thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn. Hữu duyên sau này đầu thai làm con mình cháu mình thì nó sẽ hay là thứ nhất. Thứ hai nữa, nói về trong quá trình của mình, nếu như mình chưa đặt tên đặt tuổi gửi cho cháu đi tu đi học thì mình cố gắng đặt tên đặt tuổi gửi cho cháu đi tu đi học thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn, để âm dương không hòa hợp là thứ nhất. Thứ hai nữa thì nói về trong cái sự tu tập thì cháu sẽ có được cái sự tu tập gia hộ cho mình được tốt hơn, vững vàng hơn. Cũng như là trong vấn đề làm ăn sự nghiệp của bạn, dù ở đâu làm cái gì ăn uống bạn cố gắng mời mọc cho hai cái vong này, để hai vong này gia hộ cho mình nhiều hơn nữa trên con đường tài lộc của mình. Cũng như là mình lo lắng cho cháu được tốt thì cháu không tác động vào mình, làm cho tâm tính của mình cảm thấy đơn chiếc, cảm thấy quạnh thiêu trên con đường làm ăn tài lộc ha. Cơ hội tài lộc gì đến với mình có, niềm tin hy vọng đến với mình đẹp. Trên vấn đề làm ăn, nói chung là năm nay dù là nằm vào năm tam tai nhưng bản thân của mình thì có thể nói cơ hội tài lộc đến với mình rất là tốt luôn. Nhưng dù vậy thì nhắc mình trên vấn đề hạnh phúc của mình thì cần phải có cái sự cân nhắc. Đặc biệt là nói về hai vợ chồng mình cẩn thận trong tháng 5, tháng 6 hơi xui ha. Nhất là về phần tai tiếng thị phi trong mối quan hệ nam nữ về vấn đề hôn nhân hạnh phúc hai vợ chồng. Trên đường con gái, khi mình sinh hai đứa con, đứa thứ nhất nằm vào cái tuổi Ất Hợi này thì bé này bản tính nó cương trực ngay thẳng, nóng tính, tự ái rất là cao, dễ giận dễ hờn hay lẫy. Khi mà nói về nó lẫy hờn rồi thì có thể nói là bất cần. Nhưng mà nó nhắc trên con đường con gái, nếu như bé gái này chưa tiến tới hôn nhân hạnh phúc thì nhắc bé này cần phải cẩn thận trong cái mối quan hệ với bạn nam nhỏ tuổi. Ví dụ có một người bạn nam nhỏ tuổi nào đó đến với mình trên con đường tình cảm của mình, hứa hẹn với mình hoặc là bày tỏ với mình thì tốt nhất cần phải cẩn thận, tại người này đến với mình không chân thật lắm trong vấn đề tình cảm cũng như trong cái mối quan hệ làm ăn. Nếu mà trong cái mối quan hệ làm ăn thì cẩn thận về vấn đề tiền tài vật chất, dễ bị hao hụt rơi rớt với bạn nam nhỏ tuổi này. Còn nếu như trên vấn đề hôn nhân hạnh phúc tình cảm, nếu như bạn nữ này mà đã tiến tới hôn nhân hạnh phúc rồi thì nhắc bạn này trong mối quan hệ làm ăn cần phải cẩn thận với nam nhỏ tuổi hơn. Trên vấn đề tình cảm, khi mà có một người bạn nam nào trong quá khứ, ví dụ như là tình cũ quay trở lại với mình, hoặc là trong cái vấn đề hôn nhân hạnh phúc tan rã mà người cũ quay trở lại với mình thì mình nên đón nhận thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn cho đường bổn mạng của mình ha. Còn nói về cậu con trai của mình đứng vào cái tuổi Tân Tỵ này thì bé này đúng ra nó nằm vào cái mạng kim con trai, nhưng mà nó có cuộc sống quý phái đài trang, nhìn vào nó là thấy quý phái đài trang. Trên đường đời của bé này thì có thể nói bé có số đi xa, số ly hương rất là tốt. Cho nên nếu như bé có ước mơ, có điều kiện thì cứ mạnh dạn cho cháu đi xa, ly hương xuất cảnh xuất ngoại. Nếu như bé có ước mơ thì bé sẽ gặt hái được cơ hội thành công trên vấn đề sự nghiệp tài lộc của bé. Đó là nói về cái vẻ bài của bạn nữ sinh năm 1976, khi mình tiến tới với cái tuổi Nhâm Tý thì nó như thế nào trong vấn đề hôn nhân, hạnh phúc, tình cảm, công việc, làm ăn. Thì đây là quẻ bài của bạn. Còn nói về mọi người vào xem tham khảo thì nó chỉ mang tính chất tham khảo cho mọi người. Còn những bạn nào mà có nhu cầu muốn tìm hiểu sâu về bản thân của mình thì mọi người vào trong Zalo kết bạn, gửi thông tin kèm phí vào thì Kim Anh sẽ sắp xếp thời gian xem cho mình trong cái thời gian sớm nhất ha. Còn clip này thì Kim Anh xin tạm dừng. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha.